Phật chỉ hai nghĩa quyết định. Ông A Nan trần thuật chỗ thâm ngộ và thỉnh vấn pháp tu giải pháp. Ông A Nan và đại chúng nghe Phật dạy, những mối nghi hoặc được trừ, tâm ngộ thật tướng, thân ý khinh an, được cái vui từng có, người người cảm kích sung sướng đến rơi nước mắt. Bấy giờ ông A Nan đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, đức đại bi vô thượng, thanh tịnh bảo vương, khéo dùng phương tiện là nhân duyên, thí dụ lời lẽ mở mang tâm trí, hướng dẫn chúng tôi ra khỏi biển khổ tối tăm. Bạch Thế Tôn, nay tôi dù được nghe pháp âm như vậy, tôi nhận biết Như Lai tạng bản thể là chân tâm vốn giác ngộ sáng suốt nhiệm màu, nó chùm chứa tất cả cõi nước thanh tịnh bảo nghiêm của mười phương chư Phật. Dù vậy, tâm trạng tôi vẫn còn là tâm trạng của kẻ lữ hành phiêu bạt, bỗng gặp thiên vương cho ngôi nhà tráng lệ nguy nga. Tuy được nhà lớn, song điều cốt yếu là phải biết cửa để vào. Cúi xin Như Lai đem lòng đại bi vô hạn chỉ dạy cho những kẻ tối tăm trong hội này rời bỏ tiểu thừa, được vô dư niết bàn Như Lai vô thượng, và cũng khiến cho hàng hữu học biết cách uốn dẹp tâm vương vui lâu đời để được pháp tổng trì chứng nhập chi kiến Phật. Ông A Nan thưa thỉnh rồi lễ Phật, cùng đại chúng chăn lòng chờ nghe Phật dạy. Đức Thế Tôn thương xót đại chúng, ôn tồn khuyên bảo rằng: Nếu các ông quyết định phát tâm Bồ Đề đối với pháp Tam Ma Đề, tức là thủ đăng nghiêm, đại định, không sanh tâm mỏi mệt, thì trước hết hãy nhận thức rõ ràng về hai nghĩa quyết định sau đây. Ông A Nan và đại chúng sau khi nghe lời Phật dạy thì không còn nghi hoặc, ngộ được thật tướng vô tướng chân không diệu tánh. Nhưng đây chỉ là lý, tức là phần văn tự, còn đối với sự, tức là phương thức thực hành, thì A Nan vẫn còn mờ mịt. Vì thế ông mới ví mình như một người được cho một cái nhà lớn nhưng không biết cửa để vào. Ông xin Đức Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để diệt trừ những vọng tưởng điên đảo và chứng nhập được chi kiến của Phật. Tuy Đức Thế Tôn đã nhiều lần chỉ dạy về đường lối viên ngộ, viên tu, viên chứng để cho ông A Nan chẳng những có được cái nhà to, nhà tốt mà còn biết cửa để vào, nhưng ông A Nan chỉ có thể lãnh hội được một phần, nên bây giờ Phật mới dùng phương tiện chỉ thêm đường lối cho A Nan, giúp cho ông tìm ra được cánh cửa để vào căn nhà giác ngộ. Đức Phật trong suốt 49 năm dòng thuyết pháp độ sanh, Ngài đã tùy theo đối tượng mà nói. Vì thế giáo pháp của Phật có lúc Ngài nói khế cơ, mà có lúc Ngài thuyết khế lý. Khế cơ là tùy theo hoàn cảnh, căn cơ của chúng sinh mà thuyết. Thí dụ như một người vừa mới quy y theo Phật, chưa am hiểu Phật pháp thượng thừa, nên đối với họ tụng kinh niệm Phật là tốt, đây là khế cơ. Nhưng dựa theo khế lý, tức là chân lý, thì chúng sinh tuy có tụng kinh niệm Phật mà tánh tham không bỏ, tật đố không chừa, lòng còn giận còn hờn, thì đây chỉ là tu hành theo hình thức bề ngoài, không có kết quả. Chỉ khi nào chúng sinh thật sự quay về hóa giải hết tham sân si thì phiền não tan biến, Bồ Đề Niết Bàn hiển lộ, đây mới là chân lý tối thượng. Vì vậy khế cơ và khế lý luôn chống đối nhau, cho nên nếu nói theo khế cơ thì không đúng với khế lý và ngược lại. Nghĩa quyết định thứ nhất. Phật dạy rõ về sự tác dụng của sắc tâm vô thỉ. A Nan, nếu các ông muốn rời bỏ tiểu thừa thẳng vào chi kiến Phật, nên xét kỹ nguyên nhân phát tâm và quả sở chứng mà các ông mong đạt đến. Nếu đem tâm sinh diệt tham cầu phước báo mà mong được quả vô thượng Bồ Đề thì không thể có. Ông hãy tư duy quán xét thân ông. Chất cứng là địa, tánh ướt là thủy, hơi ấm là hỏa, khí động là phong. Gọi chung đó là tứ đại. Do tứ đại kết tụ thành thân ông, rồi các thể tánh giác minh nhiệm màu cố hữu nó tác dụng vào. Từ đó thể tánh giác minh bị phân hóa thành ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc và cái biết. Và cũng từ đó con người và môi trường sống của con người trở thành năm lớp ô trược.
A Nan, ví như nước trong vốn là thanh khiết bản nhiên, còn bụi, đất, than, tro là những thứ chướng ngại do những gì trong sáng và thanh khiết ấy. Bỗng dưng có người lấy bụi, đất, than, tro làm rơi vào ly nước sạch, thì nước sạch hóa ra vẩn đục. Sự vẩn đục đó gọi là ô trược. Năm lớp ô trược của ông thì cũng vậy. Trong phần đầu của nghĩa quyết định thứ nhất, Đức Phật khuyên ông A Nan và tất cả đại chúng phải xét kỹ chỗ phát tâm trong lúc tu nhân và chỗ giác ngộ trong lúc chứng quả. Toàn bộ kinh điển Phật giáo không ngoài tư tưởng nhân quả. Thật vậy, nhân nào, quả nấy. Nếu chúng sinh đem cái tâm sinh diệt, tâm tham cầu thế tục, tham đắm dục tịnh mà mong chứng đạo Bồ Đề thì không thể được. Trên con đường giải thoát giác ngộ, ngộ tức là không mê đã là khó, mà giải ngộ là một bước tiến khó hơn. Nếu chúng sinh có một quá trình tư duy quán chiếu thật sâu sắc thì đây là thâm ngộ. Cho đến khi nào khai tâm mở tánh hoàn toàn thì mới gọi là chứng ngộ. Đối với A Nan là người thâm hiểu giáo nghĩa nên ông chỉ đạt được thâm ngộ mà chưa đạt đến trình độ chứng ngộ để nghiệm chứng chân tâm minh diệu, bản thể Như Lai tạng của chính mình. Trong Phật giáo, người phát tâm tu hành như thế nào thì quả sở chứng chỉ tương ứng như thế ấy, chứ không thể tăng thêm được. Thí dụ một người phát tâm thọ ngũ giới thì quả sở chứng tối đa chỉ là nhân thừa. Nếu họ giữ đúng năm giới thì chính họ có được hạnh phúc, gia đình hòa thuận và cuộc sống sẽ an vui tự tại. Đây là niết bàn của nhân thừa. Còn người phát tâm tu thập thiện theo thiên thừa thì họ sẽ hưởng được sự an lạc hạnh phúc phước báu như các vị trời. Nếu một vị phát tâm tu theo tiểu thừa thì chắc chắn quả sở chứng cao nhất là A-la-hán, nghĩa là nếu chúng sinh hóa giải hết kiến hoặc, tư hoặc và vi tế hoặc, họ sẽ trở thành bậc thánh và dĩ nhiên sẽ vĩnh viễn thoát ly sinh tử luân hồi. Do đó, nếu muốn quả sở chứng là vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phát tâm đại thừa tu theo Bồ Đề đạo viên mãn. Vì thế, thanh tịnh Bồ Đề, niết bàn là tùy thuộc vào nhân địa phát tâm tu hành của mỗi chúng sinh. Do đó, chúng sinh chỉ cần dựa theo nhân tu thì biết chắc chắn sở chứng của mình sẽ được. Nói cách khác, dựa vào luật nhân quả của Phật giáo thì không có việc nhân tu chỉ có một mà muốn hưởng quả sở chứng đến 10. Tuy nhiên, quả vị trong Phật giáo là vô thực mà vô hư. Bởi vì những quả vị như A-la-hán hay ngay cả quả vị Phật mà Như Lai thành tựu thì không có hình tướng, không có màu sắc, không có văn tự ngôn ngữ diễn tả. Cho nên cái chứng đắc này là không thật có, không tìm đâu ra. Thế mà cái chứng đắc kia lại là thật. Bởi vì người chứng đắc thì lúc nào cũng có tâm thanh tịnh niết bàn, không còn vô minh, phiền não quấy phá. Vì thế, nếu chúng sinh biết sống đúng và hợp với chân lý của vạn pháp thì họ trở về với bảo sở chân như. Cho nên tâm của họ đều là vô ngã, vị tha và bình đẳng. Ngược lại, nếu chúng sinh đem cái tâm nhân ngã vì danh, vì lợi, vì quyền lợi riêng tư cho mình, vì địa vị, vì thần thông mà làm nhân địa tu hành thì không bao giờ thành đạt được, cũng không khác gì người nấu cát mà muốn thành cơm. Con người vì bị mê lầm, đi ngược lại với tánh giác diệu minh nên mới nhận tứ đại làm thân của mình, rồi nương theo thân đó mà tiếp xúc với ngoại trần và phát sinh ra cảm giác. Cái thể tánh giác minh nhiệm màu bị phân hóa thành ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái biết và cái cảm xúc. Chính những điều nghe, thấy, ngửi tạo ra sự phân biệt đối đãi, làm chen lấp tâm tính và hình thành năm thứ ô trược gọi là ngũ trược. Trược là vẩn đục, cũng ví như nước trong kia vốn thanh khiết nhưng đem cho cát bụi đất ném vào, nước sẽ trở nên vẩn đục. Khai thị về năm thứ ô trược. Con người trong thế gian này không phải là nguyên do của tội lỗi xấu xa, bởi vì trong tất cả mọi chúng sinh ai ai cũng đều có tri kiến Phật. Trong kinh Pháp Hoa, Phật tánh trong kinh Đại Niết Bàn,
Như Lai Viên Giác Diệu Tâm trong kinh Viên Giác, Chân Tâm Thường Trú và Thể Tánh Tịnh Minh trong kinh Lăng Nghiêm. Vì thế Phật mới dạy rằng: nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, giai kham tác Phật. Nghĩa là trong tất cả chúng sinh, ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Cũng ví như ly nước vốn tinh khiết trong sạch, nhưng vì bụi bặm làm cho nước vẩn đục. Ngũ trược nơi tự tâm cũng vậy, tánh giác diệu minh vốn là thanh tịnh thường trụ, không thay đổi. Ngược lại, vọng tưởng bản chất là giả dối sinh diệt, thay đổi. Nhưng chúng sinh vì không giác ngộ được bản tâm của chính mình mà chạy theo vọng tưởng, để cho vọng tưởng chiếm mất tâm của mình, nên mới sinh ra ngũ trược mà làm nhơ vẩn đục tâm tánh của con người. Vậy năm thứ vẩn đục đó ảnh hưởng con người như thế nào? Thứ nhất, kiếp trược. A Nan, như ông thấy đó, hư không tức là không đại khắp cùng mười phương thế giới, cái không và tánh thấy tức là kiến đại, không thể tách rời. Cái không, không thực thể, tánh thấy, không có giác chi. Hai thứ tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ nhất gọi là kiếp trược. Tâm thể của chúng sinh tức là tánh giác diệu minh vốn trong sáng và hòa nhập vào hư không mười phương thế giới. Nhưng trong cái diệu minh đó lại phát sinh ra sự phân biệt để nhận biết tất cả các tướng ở bên ngoài hư không, tức là năng minh. Sự thâu nhập các cảnh giới bên ngoài thì gọi là sở minh. Nói cách khác, khi con người lầm lẫn chạy theo những vọng niệm bên ngoài, tức là sở minh, để chuyển năng minh bên trong của mình, mà có sự phân biệt để tạo nghiệp và tự trói mình trong sinh tử khổ đau. Một khi tâm thể khởi sự phân biệt thì nó không còn thanh tịnh, diệu minh như lúc ban đầu. Vì thế, vọng khởi tâm phân biệt chính là kiếp trược. Thứ hai, kiến trược. Thân ông kết tụ tứ đại làm tự thể, chính tự thể của ông làm trở ngại, hạn chế tánh thấy, nghe, hiểu, biết, khiến cho tánh thấy, nghe, hiểu, biết tác dụng vào tứ đại của thân ông, vọng thành lớp thứ hai gọi là kiến trược. Kiến trược thì bao la trùm khắp pháp giới, nơi nào cũng có thể thấy được. Nếu kiến đại tác động vào mắt thì có tánh thấy, vào tai thì có tánh nghe, vào mũi thì có tánh ngửi, vào lưỡi thì có tánh nếm, vào thân thì có tánh cảm xúc. Xét cho cùng, kiến đại là bao la vô cùng vô tận, nhưng khi nó tác động vào thân tứ đại của con người liền bị hạn chế, không còn thấy vô cùng vô tận được nữa. Vì thế tánh thấy lẽ ra phải thanh tịnh bản nhiên, trùm khắp mười phương thế giới, nhưng khi nó tác động vào thân tứ đại liền bị chia sẻ làm giới hạn tánh thấy, thì đây gọi là kiến trược. Do đó, tánh thấy của con người rất bị hạn chế trong kiến, chi, tức là thấy, biết mà cảm thấy hiểu biết. Vì thế, khi chúng sinh đạt được tâm thanh tịnh để quay về sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên, thì tánh thấy bây giờ sẽ trở thành vô cùng vô tận, không còn bị tướng ngũ uẩn ngăn ngại. Thứ ba, phiền não trược. Tâm ông có công dụng nhớ nghĩ suy tư thuộc về phần tri kiến. Tri kiến được biểu hiện qua lục trần, rời trần không có tướng, rời tri giác không có tánh. Tri giác và lục trần tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ ba gọi là phiền não trược. Tri kiến của chúng sinh là tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc và tánh biết, được biểu hiện qua lục trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thí dụ tự thể của con mắt đâu có tội lỗi xấu xa gì, nhưng khi mắt thấy nhà đẹp, xe sang, tiền nhiều thì tâm phát sinh lòng tham dục muốn chiếm lấy. Năm căn còn lại thì cũng thế, tai nghe lời ngọt dịu thì mê, nghe ai chửi thì buồn thì giận, mũi ngửi hương thơm thì thích, say đắm còn ngửi mùi hôi thối thì buồn phiền chửi rủa, lưỡi nếm mùi vị ngon thì tham đắm muốn ăn thêm, còn nếm mùi cay đắng thì đâm ra chán ghét. Nói chung, con người khi tiếp xúc với lục trần, hễ cái gì bằng lòng thì an vui, tham đắm, còn cái không bằng lòng, bất toại ý thì đâm ra bất mãn. Do đó tri giác tức là sáu căn và lục trần tác dụng vào nhau,
mà phát sinh ra phiền não trược. Đây là nói trên phương diện tục đế sinh diệt của thế gian, nhưng đối với các bậc thánh như các vị A-la-hán và Đức Phật thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của các ngài vẫn còn đó như tất cả chúng sinh. Nhưng tri giác của các ngài không còn tác động vào sáu trần nên phiền não không còn quấy phá được. Vì thế, các ngài mới có thanh tịnh niết bàn, thần thông tự tại là như vậy. Nói cách khác, khi chúng sinh đã trở về sống với chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, tri kiến Phật hay Như Lai viên giác diệu tâm của chính mình, rồi thì sáu căn, sáu trần không còn là nguyên nhân để gây ra phiền não khổ đau. Thứ tư, chúng sinh trược. Thân tâm ông thì ngày đêm sanh diệt không ngừng, cái tri kiến thì muốn lưu mãi ở thế gian, nhưng sức nghiệp của ông thì vọng động đổi rời từ quốc độ này sang thế giới khác. Hai sự kiện mâu thuẫn nhau nhưng lại tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ tư gọi là chúng sanh trược. Vì phải chịu theo sự tiến hóa của thế gian nên thân tâm của con người lúc nào cũng thay đổi. Thân thì ảnh hưởng bởi luật vô thường, sinh, trụ, dị, diệt, tức là sinh, lão, bệnh, tử. Còn tâm thì chuyển biến theo lý vô ngã. Vì thế mà thân tâm của con người luôn sinh diệt từng giây từng phút. Nhưng con người lại không đồng ý như vậy, mà tri kiến của họ lúc nào cũng muốn sống lâu, sống thọ. Tuy con người gắn bó với cái thân tứ đại sinh diệt, với cái ý thức hay biết của mình và trông mong sống mãi như thế, nhưng con người hễ có sinh tất phải có diệt, nên họ phải nương theo quả báo mà thọ sinh vào những đời sau. Sống thì phải chết, nhưng con người chết mà vẫn luyến tiếc mãi cái sống, nên hết thân này lại tái sinh thân khác theo nghiệp báo mà xoay vần mãi mãi trong lục đạo luân hồi. Nói cách khác, khi tâm của chúng sinh đã khởi sự phân biệt thì nó liền đắm say cảnh sắc bên ngoài, nên tâm muốn gồm thâu cả thế giới này về cho nó. Từ đó, lòng tham sân si phát khởi, và dĩ nhiên những hạnh nghiệp cũng vì thế mà tác tạo. Lòng tham càng to thì tội nghiệp càng lớn và càng bị ràng buộc trong sinh tử triền miên. Thứ năm, mạng trược. Lại này A Nan, tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết vốn không sai khác, do lục trần cản trở vô cớ lại sanh khác nhau. Vì vậy trong thể thì đồng mà dụng lại khác, đồng và khác mất chuẩn đích, hai sự kiện tác dụng vào nhau vọng thành lớp thứ năm gọi là mạng trược. Một khi tâm phân biệt đã xuất hiện thì nó sẽ bị những trần cấu bên ngoài chi phối. Thấy đẹp thì yêu, thấy xấu thì ghét, nên muốn cái đẹp, ghét cái xấu, cứ như thế mà yêu ghét nổi dậy cả ngày. Trong một thoáng, một chớp mắt đã sinh ra những mê lầm, nên cái thấy không còn đúng nữa. Vì thế mà con người thích nghe lời nói hay, âm thanh ngọt dịu và chán ghét khi nghe tiếng chỉ trích chửi mắng. Mắt thì thích nhà cao, xe tốt, áo lụa quần là, mũi thích ngửi hương vị thơm tho và buồn phiền khi ngửi mùi hôi tanh ô uế. Lưỡi thích nếm đồ ăn ngon, miệng thích ăn cao lương mỹ vị và khổ đau khi ăn cơm hầm cá thiêu. Nói chung sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đã chi phối tâm tánh của con người, làm cho họ quên đi bản tánh thanh tịnh diệu minh đã sẵn có trong họ. Một khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý vốn thanh tịnh nhưng bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp quyến rũ làm hạn chế sự thấy, nghe, hay, biết của nó mà bỏ đi tâm tánh bồ đề vốn thường thanh tịnh và trong sáng, những vận đục làm lu mờ tâm tánh của con người này, Đức Phật gọi là mạng trược. Thế giới mà con người đang sống mà kinh điển Phật giáo thường gọi là thời kỳ ngũ trược ác thế, nghĩa là đời có năm thứ ác làm cho tâm hồn không còn trong sáng, bị vận đục do phiền não vô minh, làm cho kiếp sống chúng sinh không được an vui hạnh phúc. Nếu bây giờ chúng sinh biết hồi đầu thị ngạn, quay về với bản lai diện mục, với chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh của chính mình bằng cách tư duy thiền định, thì những vận đục kia sẽ được lắng xuống, làm cho cuộc sống trở thành thanh tịnh, an lạc và tự tại. Và sau cùng, Niết Bàn, Bồ Đề sẽ hiển hiện.
Cũng ví như tất cả những cặn bã trong ly nước lắng xuống, thì nước bây giờ trở thành tinh khiết thơm ngon. Ly nước mặc dầu đã được lắng trong, nhưng những hạt bụi cực nhỏ vẫn còn mà mắt thường không thấy biết được. Các vị A-la-hán và Bồ-tát cũng thế, tuy các ngài đã loại hết kiến hoặc, tư hoặc, nhưng những vi tế vô minh vẫn còn, cho đến khi đạt đến vô thượng Bồ Đề như Phật thì tất cả vô minh, phiền não tan biến, ngay cả những vi tế cũng không còn. Vì thế, Đức Phật Thích Ca cho dù có ở đâu, ngồi đâu, tâm của ngài vẫn an trụ Niết Bàn. Cái Niết Bàn này chính là vô trụ xứ Niết Bàn.